Quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến mưa lũ và sạt lở bất thường xảy ra tại Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Mới nhất, do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm mùng 9 tháng 5, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã bị nhấn chìm trong biển nước. Cụ thể, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn, có hiện tượng mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 9 tháng 5 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cộng với đó, kết hợp với lũ lớn từ tỉnh Lạng Sơn đổ về khiến nhiều tuyến đường tại một số thôn xã Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Sa Lý bị nhấn chìm và chia cắt do các sông suối lên cao. Ông Thi nói, ngay sau khi nắm thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như quân đội, công an và dân quân tự vệ phối hợp với chính quyền địa phương, quân chúng nhân dân di chuyển, tuyên truyền những hộ gia đình có nguy cơ ngập lụt cao lên vùng trú ẩn an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản không đáng có. Hàng trăm hecta vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ tầng bị dòng nước lũ làm gãy khiến một số thôn xã rơi vào cảnh mất điện. Nhiều trường học bị ngập úng do mưa lớn kết hợp với nguồn lũ lớn từ làng sơn đổ về. Đối với học sinh, người dân sinh sống trên địa bàn huyện chính quyền địa phương khuyến cáo tuyệt đối không được đi qua những khu vực có dòng nước chảy xiết, đồng thời lực lượng chức năng cấm biển báo khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo nhân dân không đứng cạnh bờ sông, bờ suối, ngầm tràn khu vực sạt lở khi đang có mưa to gió lớn, nhiều công trình giao thông hệ thống điện lưới bị đổ gãy do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Lực lượng chức năng khuyến cáo không lội qua sông suối khi nước đang chảy xiết. Nếu gặp nước lũ ngập vào nhà, cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện để tránh bị điện giật, chập cháy. Nếu nước dâng quá cao, nhanh chóng, tìm cách di chuyển lên vị trí an toàn. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và thống kê cụ thể thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, công trình giao thông, trường học. Bắc Giang, trận mưa lũ kỷ lục như năm 2008. Mới nhất, Cơn mưa lớn vào rạng sáng mùng 10 tháng 5 khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang bị nhấn chìm, giao thông tê liệt, một số nhà dân bị cô lập. Lượng mưa hàng trăm mm kết hợp với lũ lớn từ tỉnh Lạng Sơn đổ về, nên nhiều thôn trong xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn bị chia cắt do nước lũ ở các sông suối lên cao. Chia sẻ trên báo Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cấm Sơn Lục Ngạn Nông Văn Phụng nhận định, Đợt mưa này rất lớn, ngang với trận mưa lũ, kỷ lục xảy ra tại lục ngạn năm 2008. Hàng trăm hecta vải thiều và hoa màu đã bị ngập úng, nhiều cục điện hạ thế bị lũ làm gãy khiến cho một số thôn tại các xã Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Sa Lý bị mất điện, nước chảy xiết làm nhiều tuyến đường, tỉnh, huyện, liên xã bị ngập cục bộ, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Hiện tại, nhiều xã vùng cao như Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Tân Sơn cũng đang có mưa rất to, nước tại các sông suối đang tiếp tục dâng cao. Để ứng phó với mưa lũ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện Lục Ngạn đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, hỗ trợ di chuyển người và tài sản lên vị trí an toàn. Hiện chưa có thiệt hại về người và thống kê thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, công trình giao thông trường học. Trưởng Công an xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng mùng 10 tháng 5 khiến 6 hộ dân trên địa bàn xã bị ngập. Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng, hướng dẫn nhân dân và sẵn sàng ứng cứu sơ tán khi cần thiết. Công an huyện Lục Ngạn đã đăng thông báo trên fanpage. Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo nhân dân không đứng cạnh bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to gió lớn, không lội qua sông suối khi nước đang chảy xiết. Nếu gặp nước lũ ngập vào nhà, cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện để tránh bị điện giật, chập cháy. Nếu nước dâng quá cao, nhanh chóng tìm cách di chuyển lên vị trí an toàn. Lạng Sơn ngập sâu Còn tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu 1-1,5m. Đường 279 đoạn qua khu vực đèo bén, trồng mỏ, chi lăng bị nước lũ cuốn hư hỏng lớp bê tông nhựa. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ đêm mùng 9 đến sáng mùng 10 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Lượng mưa đo được tại một số địa phương huyện Bắc Sơn 216mm, Bình Gia 180mm, Thất Khê Tràng Định 58mm, thành phố Lạng Sơn 116mm, Mẫu Sơn Lộc Bình 67mm. Hậu quả tại huyện Bắc Sơn đã có một người chết do nhà bị sạt lở. Toàn tỉnh có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, ngập nước, trong đó có 8 ngôi nhà đã bị đổ sập, 212 ngôi nhà bị ngập nước từ 10cm đến 50cm. Về hoa màu, có 1.507 ha lúa ngô bị ngập úng cục bộ, có 6 con gia súc bị cuốn trôi, 11 cột điện bị gãy đổ đối với hệ thống hạ tầng giao thông ghi nhận gần 20 tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện bị ngập cục bộ, sạt lở, có 11 cầu dân sinh bị ngập, trong đó có 5 điểm cầu dân sinh bị chia cắt cô lập tại các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Bắc Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đã di dời 27 hộ gia đình ra khỏi vị trí nguy hiểm, bao gồm nhân lý 5 hộ, xã Chiến Thắng 22 hộ. Để khắc phục hậu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để chỉ đạo kiểm tra, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị nạn, đồng thời tuyên truyền cảnh báo người dân chủ động phòng tránh mưa bão bất thường. Từ nay đến ngày 11 tháng 5, Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông cục bộ, mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30 đến 60 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Từ đêm 11 tháng 5, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có thể gia tăng, nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng. Bắc Cạn thiệt hại vì mưa to kéo dài. Mưa to kéo dài đã làm các triền sông, suối xuất hiện lũ lớn với biên độ từ 1 đến 4 mét. Trên sông Cầu, tại Thác Diền, thành phố Bắc Cạn xuất hiện lũ dưới báo động cấp 2. Thống kê sơ bộ trong sáng mùng 10 tháng 5 cho thấy đã có 6 nhà dân ở các huyện, chợ đồng, na rì và chợ mới bị sạt lở. Về nông nghiệp và thủy sản có hơn 49 ha lúa, hoa màu ở các huyện Bạch Thông, Na chợ đồn bị ngập úng. Một số tuyến đường bị sạt lở, tắt cục bộ do cây đổ, đất đá xô xuống lòng đường như tại đèo Án Toàn, trên đường từ thành phố Bắc Cạn đi huyện Na Rì, đường 258 từ thị trấn Phủ Thông, Bạch Thông đi Ba Bể, Ngoài ra còn có hai trạm bơm thủy luân tại huyện Bạch Thông bị nước cuốn trôi. Trận mưa tối ngày 9 tháng 5, rạng sáng 10 tháng 5 đã làm ảnh hưởng đến một số diện tích trồng lúa, ngô, cây màu và cây nguyên liệu, thuốc lá của người dân, một số xã huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân khắc phục. Theo báo Bắc Cạn, những diện tích lúa, ngô, cây màu và cây nguyên liệu thuốc lá bị thiệt hại chủ yếu ở gần bờ sông, bờ suối khi mưa to nước dân cục bộ gây ngập úng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây. Một số diện tích bị ngập, người dân đã chủ động khắc phục bằng cách khơi thông ruộng, tạo dòng chảy để thoát nước và thực hiện các biện pháp chăm sóc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trận mưa lũ đêm mùng 9 rạng sáng mùng 10 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn cũng đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, ngập lụt gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường tại các địa phương của tỉnh. Cụ thể, tại km 1 00 đường tỉnh 258, khu vực đèo Vi Hương Bạch Thông, cây cổ thụ và đất đá sạt lở trắng ngang đường, km 126 200 quốc lộ 3B đoạn qua đèo Án Tòng, thuộc địa bàn xã Tân Sơn chợ mới, nhiều khối đá to và bùn đất sạt lở gây tắc đường hoàn toàn đường tràng km 1 cộng 200 thuộc đường tỉnh 254B và tràng km 24 cộng 750 đường tỉnh 259B thuộc địa phận huyện Chợ Đồn, nước lũ tràn qua dân cao, người và phương tiện không lưu thông được. Tràng km 7 cộng 700 đường tỉnh 259 thuộc địa bàn huyện Chợ Mới, ngay sau khi xảy ra các thiệt hại do mưa bão ban chỉ huy phòng chống lục bão và tìm kiếm cứu nạn ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn các đơn vị quản lý đường bộ tập trung người và phương tiện máy móc tiến hành khắc phục xúc dọn đất đá tại các vị trí gây ách tắc đảm bảo giao thông thông suốt cho người và phương tiện đi lại trên tuyến chính quyền các địa phương tại bắc cạn đã tổ chức chỉ đạo khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ cập nhật thống kê báo cáo theo quy định các đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa nước theo dõi mực nước trong hồ thực hiện quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đối với các vị trí đường tràn bị ngập lụt với mực nước dâng cao ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị đặc biển cảnh báo đồng thời cắt cử người túc trực hướng dẫn giao thông cho đến khi nước rút đảm bảo an toàn mới cho người và phương tiện lưu thông ngay lúc này bà con hãy hết sức cẩn thận khi di chuyển bên ngoài tìm cho mình nơi tránh trú an toàn có thể hãy ở nhà và cập nhật liên tục thông tin từ báo chí nếu bạn muốn xem thêm các tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo